Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách bóc bánh chưng năm 2022. Mời các bạn xem video và nhớ đăng ký kênh cho mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tháo cái nạt này ra, bục này. Đó. Bạn lấy cái đĩa màu vuông vuông vừa vặn như này thì khi chúng ta lên đĩa ảnh nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ các bạn dùng cái dao sắc nhá, các bạn cứa xung quanh là cho mình ở đây. Mình sẽ cứa xung quanh đây. Đó. Cứa đứt cái lá của nó. Cứa xung quanh. Các bạn lưu ý là phải cứa đứt nhé, thì nó chúng ta sẽ lột nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bóc ra, bóc cái lá ra, lột lột từ vừa từ từ nhá, không là sẽ rất là dính. Bánh chưng này rất là ngon, tại vì nhà mình làm ở quê mang ra. Hôm qua mình đi ăn bên nhà chị gái thì chị gái cho cái bánh chưng này. Ở quê thì tầm này là mọi người đã làm bánh chưng rồi, chuẩn bị ăn Tết rồi. Các bạn nhìn thấy bánh chưng này nhà mình làm có ngon không? Rất là xanh. Các bạn nếu mà bánh chưng xanh này muốn xanh cái xanh như này thì các bạn phải giã cái nhuyễn cái lá dong ra thì nó mới được xanh như này. Đó, mình phải lột từ từ thôi, bỏ hết những cái ra. Rồi khi sau khi mình đã lột sạch ở mặt trên rồi thì mình dùng cái dây này đây, mình sẽ tước cái dây này lát này ra nhỏ nhỏ thôi, các bạn tước nhỏ thôi nhé, để tước giống mình này. Đó, nhỏ như này, rất là cứng, dai, rất là dai. Thì các bạn đặt cho mình đấy, các bạn chéo nha, các bạn đặt chéo cho mình. Đó, lấy một dây rồi, dây tiếp theo đây chúng ta sẽ đặt chéo lên. Đó, bây giờ mình sẽ tước thêm cái dây nữa để mình đặt ngang. Sẽ tước thêm một cái dây nữa, đặt ngang bên này nữa. Đó, thì các bạn phải xác định là cái dây nào, tí nữa mình còn phải rút nhé. Bây giờ mình sẽ úp lại. Đây, các bạn này úp lại giống mình này. Đó, ngửa lên. Rồi các bạn bóc ở mặt trên này ra cho mình. Bóc từ từ thôi để cho cái bánh này nó đẹp, không nó sẽ bị đó. Bóc từ từ thôi, chậm thôi. Bóc kia nhẹ từ từ thôi, không nó sẽ rất bị dính. Bóc này rất là dễ mà lại sạch sẽ nữa. Các bạn thấy bánh chưng nhà mình làm có xanh có ngon không? Dính rất là dính. Rồi, giờ mình sẽ kéo lên cho các bạn xem nha. Đây, mình quay gần cho các bạn xem. Đó, mình sẽ kéo về lên. Nhẹ nhẹ thôi các bạn ơi. Rồi các bạn bỏ ra nhé, cái dây này ra. Các bạn kéo tiếp cho mình cái dây chéo tiếp theo.
Dê này nhỏ thì kéo rất là dễ hơn. Rồi. Giờ mình sẽ kéo cái dây này tiếp theo. Rồi kéo tất cả lên. Đấy, cái video của mình hướng dẫn các bạn là cách lột vỏ bánh chưng đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn làm YouTube thành công và nhớ đừng quên đăng ký kênh cho mình. Xin chào mọi người.